Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thì đầu xuân năm mới thì cũng xin chúc cho tất cả mọi người xem được cái video này để có được một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe, cũng như là gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn ha. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết mọi người. Và đây là cái lứa chim đầu tiên mà mình sẽ bán ra trong năm mới này. Thì ở cái lứa chim này có gì đặc biệt mọi người? Thì lứa chim này là đã được mình nuôi ủ trong vòng vú trong vòng cả 3 tháng rồi đấy. Và hót rất là mạnh. Một hồi nữa mình sau khi mà quay xong mình sẽ cho mọi người thấy cái độ hót của mấy con chim này. Hầu như tất cả những con chim hôm nay mình bán ra là mọi người về nuôi vài hôm là nó hót à. Hôm nay thì những con này 3 tháng nhưng mà chỉ mình cũng chỉ bán hơn giá cám hạt một tí tẹo thôi. Coi như là ấy tiền cám nha mọi người. Cùng với đó là ngoài ra thì hôm nay mình ở đây thì mình sẽ có đăng lên những cái loại như là những cái loại chim hót thôi, như là 7 màu, 5 màu bụng vàng, 5 màu bụng trắng, họng đen, rồi Đà Lạt truyền. Ngoài ra thì nếu mọi người có nhu cầu mua những cái loại tí ô hót cũng rất là, nhà mình cũng còn rất là nhiều con tí ô hót hơi bị hay nhá. Đây mình quay cho mọi người nghe. Bây giờ thì mọi người cũng đã có thể nghe thấy tiếng nó hót rồi đúng không? Đây này. Đấy, tí ô đây này. Đấy. Thì con tía ô thì mình rất là ít mang ra quay nha mọi người. Tại vì tía ô nó là một cái loại nó không phù hợp để mình cứ mang ra mình quay nó hoài đâu. Nó sẽ nhát đấy. Đấy, tía ô thì đây mình cũng đã nuôi ủ được cả 3 tháng và hót rất là đều. Một hồi nữa đi, một tí nữa. Đó nghe không? Một hồi nữa sau khi mà mình quay những con chim ngoài đây thì mình sẽ quay ở trong nhà cho mọi người nghe tía ô nó hót đã lắm. Thì tí ô chim mà truyền bổi hót gì cũng có hết đấy. Mấy con này nuôi lâu rồi mà hót. Tí nữa đó kêu đó, thấy không? Tí nữa là nó kêu om lên đấy mà. Đó. Nghe không? Đấy, tí ô nó kêu đó. Rồi đó, thì đấy là về cái phần chim, còn về cái phần cám thì ngày mùng 4 mình sẽ bắt đầu mình lên đơn nha mọi người. Tại vì ngày mùng 5 là sẽ bắt đầu gửi cám, thì ngày 4 là bắt đầu mình sẽ lên đơn. Về cái phần chim ấy, thì đầu năm mình sẽ có cái ưu đãi cho mọi người. Đó chính là mua chim 3 tháng nhưng mà giá chim chỉ như là chim cám hạt mà thôi. Đấy là về phần ưu đãi của bên chim. Còn về ưu đãi của bên cám ấy, thì ngày mùng 4 mình sẽ ra cái video nói về cái ưu đãi khi mà mua cám đầu năm, cũng như có lì xì cho mọi người như thế nào ha. Đấy, rồi, thì không làm mất thời gian của mọi người nữa thì ngay sau đây mình sẽ quay chi tiết từng cái loại chim hút mật có trong ngày video ngày hôm nay cho mọi người xem ha. Cứ yên tâm là cái lứa này, lứa chim hiện tại mình đang nuôi đều là những cái con chim đã được nuôi ủ trong nhà mình cả 3 tháng trời. Xin cam kết mọi người là về chỉ nuôi vài ngày là nó hót ha. Rồi, ok. Rồi, ok. Thì bữa nay mùng 2 Tết cho nên là xung quanh người ta cũng hát hò khá là nhiều, cho nên là cũng hơi ồn một tí xíu nha mọi người. Có gì mọi người thông cảm giúp mình nha. Rồi, đầu tiên sẽ là loại 5 màu bụng vàng. Đấy. Thì như mình đã nói trên đấy, chim đã nuôi được cả 3 tháng hết rồi, cho nên nó sẽ không còn cái trường hợp gọi là nhảy lên tân nữa. Nó vẫn nó tất nhiên là nó sẽ không thể nào dạn được rồi, nhưng mà nó đã ở mức tương đối nha mọi người. Đấy, thì 5 màu bụng vàng hot lai rai. Đấy, hàng 3 tháng đấy, mình bán là giá là 400 ngàn một con nha mọi người. Đó, mọi người cứ coi, thấy thích cái con nào, mình sẽ đếm số thứ tự từ 1 đến 5. Đấy, mọi người thích con nào thì cứ gọi điện trực tiếp vô số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình nha. Nhớ là thông báo cho mình cái địa chỉ để mình tính xe cộ đón cho mọi người nha. Và cũng xin thông báo lại một cái điều rất là vui cho những anh em ở Bình Phước. Đó chính là hiện nay là mình đã bắt liên lạc được với ở chỗ mình có một cái xe đi Bình Phước rồi. Thì sẽ chạy tuyến là Trơn Thành, rồi Bù Đăng, Bù Đốp, rồi bến xe Long Bình nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ thì anh em ở Bình Phước đã có thể mua chim của mình dễ dàng được rồi nha. Xe sẽ chạy vào lúc 7 giờ sáng và tới Bình Phước, khu vực Bình Phước vào lúc chiều nha. Từ tùy vào cái độ xa hay gần và sẽ tới từ khoảng 2 đến 4 giờ chiều nha mọi người. Đấy, rất là vui khi có một thông tin cho những anh em ở Bình Phước ha. Rồi, ok. Con 5 màu số 1 nha mọi người.
Rồi, tiếp theo con 5 màu số 2 nha. Rồi, tiếp theo con 5 màu số 3 nha mọi người. Đấy, mọi người cứ yên chí nha. Mấy con này mình nuôi mấy tháng rồi cho nên nó sẽ không có nhảy lên tinh đâu. Đấy, nó cũng nhảy nhưng mà nhảy kiểu nhảy sơ sơ đồ thôi chứ nó không có thúc đầu ha. Rồi, con 5 màu bụng vàng số 3. Rồi, tiếp theo con 5 màu bụng vàng số 4, mọi người nhìn thấy bụng nó trắng không? Con này nó kiểu nó thay lông á. Xong rồi cái bụng nó vàng nó trắng nhớt ra chứ không phải là bụng vàng đâu nha. Không phải bụng trắng đâu nha, bụng vàng đó. Nhưng mà con này thì nó già. Đó, đang thay lông. Bụng nó trắng bợt ra. Rồi, con 5 màu bụng vàng số 4 nha. Rồi, ok, tiếp theo là loại hút mật 7 màu nha mọi người. Loại này thì mình cũng bao hót cho mọi người luôn. Đó, nó không có nhảy linh tinh nữa đâu nha mọi người. Nó chỉ kiểu nó được được tương đối rồi đó. Giá của nó cũng là 400 ngàn luôn nha. Rồi, ok, con 7 màu số 1 nha. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 2 nha. Rồi, ok, con 7 màu số 3 này. Rồi, ok, con 7 màu số 4 nha. Đó, mấy con này mọi người thấy không? Đứng gần gần nó cũng thi thoảng nó vẫn nhảy thôi nhưng mà được lắm. Dạng dạng đồ hết rồi.
ngon lành. Chỉ chim mà mới mới thì làm sao mà có cái thái độ như này được, đúng không? Đó, rồi con số 4 nha. Rồi, tiếp theo con 7 màu số 5 nha. Rồi, tiếp theo là loại Đà Lạt bụng vàng chuyền mọi người. Đây là một trong cái lứa bụng vàng mà mình rất là tâm đắc luôn, và mình nuôi nuôi tới bây giờ mọi người thấy nó dạng cứng đơ luôn á. Thích lắm. Nuôi mấy con Đà Lạt chuyền này là hơi bị thích luôn nha, dạng cứng luôn đấy. Dạng lắm mà nó hót múa đồ ngoáy đuôi đồ đầy đủ luôn á. Đẹp lắm, bóng lưỡng à. Cũng nuôi rất là lâu rồi. Dạ. Đó. Ăn cám khéo, không có rớt lung tung nữa. Nói chung mà có thái độ bình tĩnh rồi dạng tương đối ngon lành rồi. Mọi người nhìn nó ăn cám khéo, rớt ít đó. Đó thì cái loại này cũng nuôi lâu rồi, cho nên mình cũng bán giá là 500 ngàn nha mọi người. 500 ngàn một con. Đó. Ăn cám khéo lắm, mọi người cứ để ý nhìn là thứ nhất là về màu sắc lông bóng mượt, thứ hai là về độ dạng, thứ ba là về cái độ mà ăn cám của nó, ăn rất là khéo chứ không có dạng mà ăn như kiểu mới mới đâu. Mới mới là nó hay gắp rớt hay là này kia đúng không, nhưng mà chim nuôi lâu rồi là nó đã thuần cái cám rồi, nó ăn nó gắp hột cám lên nhìn rất là thích con mắt đấy. Đã cứ như chim mới trước là mình bán 450, còn loại này nuôi lâu lắm rồi đấy. Hót múa ngon nên mình bán là 500 nha mọi người. Rồi, con Đà Lạt chuyền số 1 nha. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 2 nha. Đó, mọi người cứ nhìn đi. Nhìn từng con luôn. Nuôi mấy con này là không bao giờ mà thất vọng. Dạng mượt, ăn cám khéo. Đó, hót múa đầy đủ. Cứ mua mấy con về này về đi xem mình nói có đúng không biết liền. Rồi, con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 2 nha. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 3. Đó, mọi người thấy chim mình bán không? Chim mình giao mọi người là đầu tóc còn nguyên nha. Mà về mà nuôi mà nếu mà nó bị trụi ấy, là do mọi người cho ăn cám vip ấy, cám cứt ấy.
nó mới trụi thôi, chứ ở nhà mình đấy mọi người thấy mình nuôi lâu như thế này rồi đâu có con nào nó trụi gì đâu. Cũng có đấy, có con trụi chứ không phải không, nhưng mà nó hiếm lắm, lâu lâu có con nào mà nó trứng khí nó trụi thôi chứ này mọi người thấy không. Nhiều người bảo là nuôi Đà Lạt xứ nắng thì nó trụi đấy, mình nuôi nè lâu luôn rồi, chim nó dạng cứng rồi đó mà nó có trụi đâu, đã vậy lông nó còn bóng mượt nữa. Đó, mình cứ cám dàn dưỡng là mà mình chơi thôi, không có trộn pha cám VIP hay là cám sắc tố lông đâu nha. Cái con Đà Lạt này thì một số người có phản hồi với mình là cho ăn cám sắc tố lông nó cũng bị rụng lông nữa. Thành ra mình chỉ khuyên mọi người là nên ăn cám dưỡng của Gian hoặc là Lê Thịnh mà thôi, chứ đừng có pha lung tinh. Mấy cái loại này nó kiểu con Đà Lạt với con sắc pháo ấy, nó kiểu nó nhạy cảm với lại những cái cám mới hay là thay đổi cám lắm. Cho nên cứ cho ăn cám dưỡng thôi mọi người. Đó, chim mình nuôi lâu dạng cứng đờ vậy mà nó có rụng cộng lông nào không, đầu cổ mặt tóc tai còn nguyên, không những thế còn bóng nữa không. Cho nên là mọi người có thể yên tâm về những cái mà mình tư vấn khi mọi người cho ăn những cái loại cám nào. Tại vì ở đây thì mình cũng có thử nghiệm rất là nhiều cái chế độ của từng con cho ăn cám gì, cho nên là cứ yên chí, mình bảo ăn cám gì là về cứ cám đấy cho ăn là yên tâm, không bao giờ bị rụng. Đó, mình nuôi mấy tháng có rụng đâu ha. Rồi, ok, con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 3 nha. Rồi, tiếp theo con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 4 nha. Đấy, con nào cũng đều rất là dạn và lăn. Nó chỗ chấm đỏ hết rồi nha mọi người. Đó. Trên người có chấm hết rồi. Đó, lăn lắm. Lăn này, bóng mượt này, dạn này, ăn cám khéo này. Đó, không có một cái gì để mà chê hết. Hót múa đầy đủ luôn. Rồi, ok, con Đà Lạt bụng vàng chuyền số 5 nha. Chắc có lẽ mình phải quay nhanh nhanh thôi, tại vì hàng xóm bắt đầu người ta mở karaoke rồi. Rồi mình quay tốc hành nha. Rồi, con Đà Lạt bụng vàng số 5. Rồi, ok, tiếp theo đến loại họng đen. Đây là cũng là một cái loại mình cũng đã nuôi lâu lắm rồi mọi người. Đó, bóng mượt, bóng lưỡng luôn. Mọi người nhìn cái bộ lông của nó biết nuôi nó lâu cỡ nào. Đấy, thì cái loại này thì nó lâu dạn, cho nên nó không thể nào mà nó dạn bằng mấy loại kia được. Nhưng mà được cái ở đây là ở đây mình đã nuôi hót hết rồi. Đấy, giá là 600 ngàn một con nha. Chim đẹp luôn đấy. Đó, hót, hót rồi nha, hót rồi. Rồi, ok, con họng đen số 1 nha. Thank you.
Rồi, tiếp theo con họng đen là số 2. Đấy, mọi người cứ nhìn đi, thường là con họng đen là ăn cám rất là rớt đúng không? Đó, mà chi mình nuôi tới cỡ này rồi. Ăn cám rớt rất là ít, hoặc là có con là ăn không rớt luôn. Đấy, như con này nãy giờ 4 hột này, 5 hột này, không rớt hột nào hết. Đó, con này rớt này. Đó, 6 mới rớt 1. Đó, nó đã đạt đến cái ngưỡng gọi là ăn cám, gọi là thuần thục luôn mọi người. Nuôi rất là khoái đó, không nó cứ ăn như thế này mà hỏi sao mà không đã cho được, ăn có rớt đâu, không đó, đã lắm. Rồi con họng đen số 2 nha, mấy con này bao hót hết, về nuôi mấy hôm là hót liền, nhà một buổi trưa là nó kêu điếc tai luôn mọi người. Rồi con họng đen số 2 nha. Rồi, tiếp theo con họng đen số 3 nha mọi người. Rồi, tiếp theo con họng đen số 4 nha mọi người. Đó, mình cứ nhìn mấy con này ăn cám là mình khoái à mọi người. Ăn tỷ lệ ăn cám rất là ít, ăn khéo lắm. Rồi con số 4 nha. Cuối cùng con họng đen số 5 nha. Con này là bóng nhất rồi. Con này bóng như kiểu là đổ nước vô là nó không thấm luôn mọi người. Bóng lưỡng đó. Rồi con số 5 nha. Rồi ok, cuối cùng là loại 5 màu bụng trắng mọi người. Cái này cũng nuôi lâu luôn. Đó, 5 màu bụng trắng là thường nó cũng nhảy lên tinh không? Giờ nó hết nhảy lên tinh rồi đó. Không. To bự, tướng táng ok. Ăn cám cũng khéo, cũng hot. Đó. Mấy loại này là truyền beo rồi hết rồi nha mọi người. Bụng trắng thì giá là 300 ngàn nha mọi người ơi. Rồi, con năm màu trắng số 1 nha. Rồi, tiếp theo con năm màu bụng trắng số 2 nha. Rồi tiếp theo con 5 màu bụng trắng số 3 nha. Rồi con 5 màu bụng trắng số 4 nha mọi người. Rồi, cuối cùng con 5 màu bụng trắng số 5 nha.
Rồi, ok, cuối video thì mình sẽ quay cái dàn tí ô mình ở đây nha. Mình tại vì con tí ô không nên dở ra quay nhiều quá. Chúng ta cứ nên để tự nhiên như này thôi. Rồi mọi người xem ấy có thấy con nào hot có ưng thì liên hệ với mình nha. Tí ô thì mình bán giá là con truyền hot rồi là 700 nha, còn bổi hot rồi là 600. Chim đẹp nha. Đấy mọi người cứ nhìn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 con. Đó, mọi người cứ để ý xem con nào nó hot thì báo mình nha.